Hôm nay chúng ta đi ăn lẩu cá tầm và cá hồi ở Hotbox Center nha mọi người. Đây là rượu mặn. Đồ má này bảo rượu mặn luôn. Gơ. Bà mình có lên nhà. Bà mình có lên làm nhà không? Công nghệ gì? Em tới chiều về. Có đem đem túi không? Đọc túi không? Bây giờ cay đúng không? Ừ. Bây giờ nè. Công nghệ đầy. Công nghệ đầy. Rồi chị giá rồi mà. Rồi giá rồi cho mày. Múc luôn á. Đem rồi. Múc cái gì vậy? Cái này chị dụ á. Đâu rồi sao? Không được á. Đây gì đây? Quán rượu đúng không? Đây là da. Da. Không, một mình cậu chung là người ta cũng có đến đấy vào. Chiếm. 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 Đây, cá tầm đây nha các bạn. Cá tầm chính hiệu nha. Cái tầm này cho phải cái tầm 7 nha. Đúng đầu cái tầm luôn nè. Da thịt cái tầm luôn nè. Nước thì có là cho nước ngọt không hiểu đâu. Chúng ta có giá dớt và giá lạnh. Giá lẹp đó, giá lẹp và giá lạnh. Khá hay á. Chưa được chứ quá dớt mà trời. Bây giờ thử rồi. Gì? Yeah. Nhìn em bị đổ anh gọi cá hồi lẩu cá tầm này uống rượu nha các bạn. Nhưng cá này là xịn sò, ăn nhiều được. Mày khui nước rồi, lạch leo đi đấy. Đờ mờ mớ reo. Đưa qua, làm này đưa ra, vậy sao? Rồi bây giờ sơ rồi. Rồi,
Bỏ nấm vô. Bỏ hết nấm vô. Thôi mày ăn gỏi nữa đi. Cá hồi nha bạn. Cá hồi đây. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Lấy cái tôi chỉ là anh này không quan tráng gì hả ta? Cái bớt này mày bỏ vào bớt như này. Một là một, hai là của vi sao cả hai tay.